Xin chào các bạn, hình tượng trưng của Google hôm nay kỷ niệm ngày lễ tình nhân năm 2021 trên khắp thế giới. Ngày lễ tình nhân còn được gọi là ngày lễ tình nhân hoặc lễ thánh Valentine. Được tổ chức hàng năm vào ngày 14 tháng 2, vào ngày lễ tình nhân do Google vẽ nguệch ngoạc, biểu trưng trang chủ Google thay đổi bằng hình tượng trưng hoạt hình. Đây là lễ kỷ niệm tình yêu và tình cảm và đã trở thành một lễ kỷ niệm văn hóa, tôn giáo và thương mại quan trọng của sự lãng mạn và tình yêu lãng mạn ở nhiều khu vực trên thế giới. Trọng tâm của mỗi ngày lễ tình nhân có một cảm xúc thống nhất luôn gắn bó năm này qua năm khác, tình yêu. Chúc mừng ngày lễ tình nhân.